Hello, kính chào các bác. Hôm nay em gửi tới các bác chiếc xe nhỏ gọn xinh xắn. Đấy, giá rất là yêu thương, hợp lý nhá. Chưa tới 100 triệu đâu ạ. Thì các bác nhà mình có thể là mua được mẫu này về dùng thôi. Chiếc xe mang tên là Daewoo Matiz, sản xuất năm 2005 và đăng ký lần đầu năm 2007, số tự động. Số tự động các bác nhá. Đây, đây là số tự động của xe đây và phần nội thất bên trong của xe đây ạ. Các bác cùng đón xem. Bác nào yêu mẫu này thì các bác xem hết video và alo cho bên em để được chốt nhá. Đấy, xe 4 chỗ, mình có thể là ngồi 4 người các bác nhá. Có thể ngồi 4 người nhưng mà trên đăng ký thì của nó là 2, nó là 2 chỗ. Và đặc biệt ở trên chiếc xe này thì có một cái biển số rất là giống với số điện thoại của em này. Đấy, đúng ạ, 000 55, của em là 000 555, thêm một số năm nữa thì là rất là giống, đúng không ạ? Xe thì cũng đã được lên một bộ nadang đúc. Đấy, nhìn rất là khỏe khoắn, đúng không ạ? Và một dàn lốp của xe thì còn rất là dày. Còn rất là dày luôn. Nội thất bên trong của xe thì chủ trước cũng đã được lên màu cam, đúng không ạ? Nhìn chiếc xe nó sẽ luột là và nhìn nó sẽ cảm giác nó sẽ sang hơn và nó sẽ sáng hơn và nổi bật hơn rất là nhiều. Rất là nhiều luôn. Em đi một vòng về chiếc xe này nhá, một vòng xung quanh xe. Các bác đang quan tâm đến mẫu xe này, mua về chạy gia đình, mua về chở hàng, mua về phục vụ gia đình các bác, thì các bác nhà mình hãy liên hệ trực tiếp cho bên em để được tư vấn thêm. Theo hai số điện thoại là 093 8586 307 và 0389 000 555. Hai số hotline, hai số chính của bên em các bác nhé. Địa chỉ thì các bác tới tại 166 Hồng Châu, thành phố Hải Dương. Nếu các bác không đến mà xem trực tiếp được vì dịch bệnh thì bên em sẽ có chương trình đánh xe tới tận nhà, hoặc là các bác nhà mình đi đối đường 5 nhá, vì tuyến đường 5 Hà Nội Hải Phòng là thông đấy. Các bác chỉ cần đến đầu thành phố Hải Dương, em sẽ đánh xe ra cho các bác xem, vì em ra đường 5 chỉ có một cây số thôi, rất là nhanh, rất là gọn, đúng không ạ? Một chiếc Daewoo Matiz 2005 này và đăng ký lần đầu là hẳn năm 2007 luôn. Và mẫu này là mẫu nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Động cơ thì chưa tới một chấm, cho nên là mức tiêu thụ nhiên liệu của nó thì rất hấp dẫn luôn, chỉ tầm khoảng trên dưới 5 lít trên 100 km thôi. Đấy, chiếc xe đăng ký tên tư nhân, biển 24, biển số rất hot luôn. Em thì nói thật với các bác là em cũng định để chiếc xe này để cho bố em đi công vụ, tại vì chiếc xe với lớp sơn màu đỏ là rất là hợp. Thứ hai là biển số, đúng không ạ? Biển số rất là em rất là thích. Rất là thích. Đấy, nhưng mà thực ra là nghĩ đi nghĩ lại là bây giờ thiếu gì xe để đi đâu, đúng không ạ? Cửa hàng thì rất là nhiều, bãi xe lúc nào cũng có cả gần trăm chiếc. Đấy, đi chiếc nào thì đi, phải không ạ? Cho nên là mình quyết định là đăng lên và không giữ lại chiếc xe này nữa. Các bác nhà mình yêu thích thì mình nhanh tay alo nhá, vì đây một chiếc xe vẫn còn tương đối là ok. Em sẽ quay kỹ để các bác xem về mẫu xe này. Đây, các bác thấy này, đèn là đèn LED được đặt bên trong rồi nhá, từ bên trong rồi, với lớp sơn là màu đỏ. Chiếc xe thì bên em bao lắp kết cho các bác, không đâm xô, không tay lặn, không gập nước, không đâm đụng đấy ạ, không đâm đụng, không gập nước các bác nhá. Các bác có thể là mang thợ đến kiểm tra xe, và quẹt thì không thể tránh được, nhưng mà đâm đụng là các bác nhà mình yên tâm rồi, mình có thể là mang thợ đến test, đến kiểm tra các bác nhá. Đấy, với lớp sơn thì rất là bóng đẹp đây rồi. Mẫu này các bác mua về đi luôn, chạy luôn thôi, việc đổ xăng là chạy thôi nhá, không làm gì nữa đâu ạ. Một bộ lốp rất là dày. Đấy, bộ lốp này cũng hơn triệu một quả, đúng không ạ? Hơn triệu thì các bác mới mua được dàn lốp này. Đấy, mẫu xe form dáng đẹp. Đấy, phù hợp cho một số bác mà dụng về một số những công việc chở hàng này, hoặc là mình đi lại thì, đi lại nhiều. Đấy, đúng không ạ? Đi lại nhiều vì mẫu này rất tiết kiệm xăng rồi, mình đi lại không bị tốn kém, có thể là chở được mấy người luôn. Đấy, trong mùa dịch bệnh này các bác cứ sử dụng những cái mẫu xe cá nhân như này thì rất là yên tâm và an toàn rồi, đúng không ạ? Chả đáng bao nhiêu tiền, có chưa tới 100 triệu. Đấy, bên em vẫn bán cái dòng này chỉ có hơn 90 triệu thôi các bác nhá.
Và tiện đây thì em cũng giới thiệu luôn, bên em đang có một số những mẫu xe khác có tầm khoảng gần chục chiếc nữa, đang có cái giá là dưới 100 triệu để cho các bác mua về thay xe máy. Mua về thay xe máy nhá. Đấy, bên ngoài, hình thức bên ngoài đây ạ. Đấy, lốp dày các bác nhá. Nhìn chiếc xe khá là hay đúng không ạ? Các bác có xe khác, có ô tô loại nào cũng được, mang đến em đổi cho. Kể cả như các bác có mang xe máy đến đây thì bên em cũng đổi cho luôn. Bên em sẽ tính làm sao giá trị của cái đồ vật của các bác muốn đổi thôi. Đấy, thậm chí như là các bác ở quanh khu vực Hải Dương là có đất em đổi luôn. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Có đồ vật gì giá trị là đều đổi hết các bác nhá. Và bên em thì có mua. Đấy. Lúc nào cũng có nhu cầu mua xe và mua các loại xe luôn. Đấy. Nhưng mà loanh quanh thì dưới 1 tỷ thôi nhá, trên 1 tỷ thì bên em ít khi mua. Đấy, cho nên là các bác nhà mình có xe gì mà loanh quanh từ dưới 1 tỷ các bác alo, em sẽ đến thu mua cho các bác giá hợp lý, giá yêu thương, sao hợp lý đúng không ạ? Về nhà bọn em kiếm được ít là bọn em sẽ mua về thôi. Đấy. Và bên ngoài em quay xong rồi. Tiếp tục đây thì sẽ quay bên trong đúng không ạ? Tất nhiên thì mình là lần lượt rồi. Video nào cũng thế, video nào cũng vậy. Nội thất được chủ trước lên một cái màu khá là đặc biệt, khá là nổi bật luôn, phải không ạ? Đấy. Em rất thích cái màu nội thất này. Đấy, thích từ bên ngoài, thích vào đến bên trong. Đây nhá, em quay cho các bác xem đây, chi tiết luôn này. Quay chậm, quay gần, quay sát, quay chi tiết để các bác ngắm làm sao không bỏ sót. Các bác nhá, các bác mình đang xem video của bên em, video này đây là, cụ thể là video này đúng không ạ? Thì các bác nếu dành tay thì cho em xin một lần like, một lần chia sẻ các bác nhá. Và để mà xem những video khác bên em tải lên thì mời các bác nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào nút theo dõi, nhấn vào cái nút hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi những chiếc xe khác mà cửa hàng em đưa lên. Rất nhiều xe được đăng lên theo thời gian và ngày tháng các bác nhá. Đấy, nội thất đây ạ, các bác ngắm này. Đấy. Chiếc ghế này thì chỗ này nó hơi sứt một tí, cái này vá mất 200.000 này. Đấy, mình cắt nguyên cái miếng này mình vẫn bỏ đi và mình vá miếng khác vào. Đấy, chỗ này có đường chỉ này, mình sẽ đưa miếng khác vào. Rất là rẻ thôi. Thực ra là các bác không biết thì tưởng nó nhiều tiền, chứ còn bọn em biết rồi thì bên em tư vấn cho. Rất là rẻ và rất là rẻ. Và có thể là chỉ chỗ cho các bác đến mình làm luôn. Đến để dọn luôn nhá. Sàn bọc da có tấm lót ở trên rồi. Có khóa khiển, có màn hình, có camera lùi. Và chiếc xe này thì có túi khí nhá. Đặc biệt là có túi khí an toàn nằm ở giữa vô lăng này, chứ không phải là không có túi khí đâu. Đấy, vô lăng của xe thì những cái gai nổi lên thì các bác xem này, những gai nổi lên rất là cao. Đấy, chứng tỏ một chiếc xe chạy ít đúng không ạ? Đấy, chân của xe thì vẫn là chân nế nhá. Và đối với dòng xe như này thì bên em có một chiếc xe số tự động nữa. Một chiếc xe số động nữa nhưng mà giá lại hơn trăm cơ. Đấy, vì chiếc xe đó là chiếc xe 5 chỗ. Đấy, thì cũng như này luôn này, không khác gì cả. Đấy, nó là màu xanh, chúng ta là màu xanh cốm. Đấy, chiếc đó thì bên em bán hơn 100 triệu. Các bác mình xem hình, em gửi Zalo cho nhá. Các bác vào kết nối Zalo em gửi hình cho. Đấy, nội thất tiếp tục đây ạ. Phía đằng sau thì kính của nó được quay bằng tay. Đấy, kính liền xuống được quay bằng tay. Và mình có thể là mình lên một bộ kính khác nhá, một bộ kính khác thì với giá trị của chiếc bộ kính, một bộ kính này nó tầm khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu tùy theo chất lượng. Đấy, tư vấn cho các bác là như vậy. Đấy, xe thì về hình thức tương đối là ổn, các bác có thể xem qua video đây đúng không ạ? Tương đối là ổn luôn. Khung vỏ là không mục mọt nhá, không bị mục mọt đâu ạ. Tiếng quay gầm các bác mình xem luôn. Đấy, đèn thì đèn sau rất là sáng này, rất là trong. Và sang bên đây nhá, sang bên đây, tiếp tục sang bên đây.
Kính bên đây cũng vậy. Là 1 triệu rưỡi đến 2 triệu mình lâng một bộ kính điện là hai bên các bác nhá. Hai bên luôn đấy ạ. Là những cái gioăng cửa xe còn đẹp. Cửa đóng chắc chắn. Cái dòng xe Matiz này này cái tôn của nó dày hơn cái dòng xe Spark các bác nhá. Đấy, Spark là tôn vỏ nó không dày bằng đâu. Sắt xi rồi cân nặng của nó cũng không bằng. Dòng này nó nặng hơn, nó dày hơn. Chạy đầm chắc hơn rất là nhiều. Có nhá, tôn vỏ tốt hơn. Tất cả những chi tiết khác của những dòng xe Matiz nhập này vào đó nó cũng sẽ tốt hơn. Tốt hơn dòng Spark. Nếu ai đã từng đi và ai mình hiểu về xe thì chắc chắn các bác sẽ rõ đúng không ạ? Đấy, sâu bên trong nội thất nữa nhá. Giá cụ thể thì em cũng ghi vào tiêu đề mà em cũng đã đọc giá rồi đúng không ạ? Mà nếu các bác muốn có một cái giá tốt, một cái giá yêu, một cái giá hấp dẫn, một cái giá gọi là vừa phải thì các bác hãy nhấc máy lên gọi điện cho bên em để chốt giá ok bác nhá. Chốt giá ok nhất. Đây là phần nội thất bên trong đấy ạ. Đây, tắp lô, tắp ni. Đây, gai vô lăng còn rất là cao này. Đấy, rất là dày này. Lái rất là nhẹ. Bên đây có loa check nhá. Bên kia cũng vậy, có loa check. Còn bây giờ thì sẽ đến phần khoang máy và đến phần gầm. Có chiếc xe Matiz này. Đây, các bác xem phần gầm đây này. Gầm đấy nhá. Đấy, gầm hoàn toàn thì còn rất là đẹp. Đây, máy luôn. Chiếc này thì sử dụng động cơ 3 máy thôi. Đấy, rất là tiết kiệm. Máy phun xăng điện tử. Máy đang còn tương đối là ngon, tương đối là chất, máy nổ êm. Lốc của xe thì trước cũng đã được thay đổi thành màu đen. Đây, có cần 5 tem. Đây. Gầm đây ạ. Rồi tiếp bây giờ thì tiếp kết thúc video tại đây. Em cũng đã quay rồi. Các bác nhà mình có nhu cầu dùng cái mẫu này thì mình xem xong và alo sớm nhá để được chốt. Em xin cảm ơn và xin hẹn lại các bác vào những video tiếp lần sau. Đấy, ok ạ.